chưa đồ ngon không? Đâu có hơn cụ bà từ Bến Tre lên Sài Gòn khám bệnh, hành trang là 15 quả xoài để bán mua thuốc mang về. Trên khắp mạng xã hội lan truyền câu chuyện về gói hành trang kỳ lạ của một cụ bà Bến Tre khi lên Sài Gòn chữa bệnh khiến người xem không khỏi chạnh lòng. Dù biết được hoàn cảnh khó khăn của cụ nhưng khi thấy nụ cười hào sảng, hồn hậu của người bệnh nhân già ấy thì chúng ta bỗng thấy cuộc sống cần lắm sự tươi vui, lạc quan. Cụ thể, trong đoạn video của chị Phượng Nguyễn, một nhà hảo tâm thường giúp đỡ những hoàn cảnh khốn khó trên đường phố Sài Gòn, ghi lại cảnh một cụ bà đang ngồi bán xoài bên lề đường. Chị kể lại, mình thấy bà ngồi từ sáng sớm đến trưa với 15 quả xoài mà không ai mua. Bà nói ráng bán để lại mua thuốc để kịp về quê. Gieo duyên mình mua hết và giúp bà về. Nhiều người không khỏi xúc động khi giọng cụ chân thật thốt lên, mày thấy chưa đồ ngon không? Dù đến Sài Gòn trong hoàn cảnh chẳng mấy vui vẻ, nhưng khi bắt gặp người lạ cụ vô cùng gần gũi và không quên dành những lời chúc cho người đã giúp đỡ mình mua số hoa quả. Sau khi đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận tán dương hành động của người phụ nữ đồng thời gửi lời chúc sức khỏe đến cụ bà.